Ca sĩ Quang Lê bị tố nợ tiền hơn 100 triệu, hứa hẹn nhiều lần mãi mãi 2 năm vẫn chưa trả. Bài đăng tố cáo chuyện Quang Lê nợ tiền hơn 100 triệu từ năm 2018 nhưng hứa hẹn lần này vẫn chưa trả để gây xôn xao dư luận. Mới đây, cư dân mạng được fan xôn xao về bài đăng bóc phốt nam ca sĩ Quang Lê nợ số tiền lên tới 4.600 USD, khoảng 100 triệu đồng. Điều đáng nói, nam ca sĩ đã nợ số tiền này từ rất lâu. Dù người này cho vay liên tục đòi nhưng phía Quang Lê vẫn không thể hồi đáp. Theo lời người tố, Quang Lê mượn số tiền từ tháng 12 năm 2018 khi đi xem show của Thúy Nga. Tuy nhiên, suốt hơn 2 năm trời, người này gọi điện thoại cho Quang Lê thì đều không liên lạc được. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, một thành viên đã đăng tải lên mạng xã hội và yêu cầu Quang Lê trả tiền, nhưng cũng không nhận được bất cứ phản hồi phía nào từ nam ca sĩ. Sau khi đăng tải Facebook, Quang Lê liền lập tức gọi điện cho chồng chị Anh Tê liên tục và xin gỡ bài xuống khỏi Facebook. Quang Lê hứa ngày mai sẽ trả nợ số tiền, đến hôm nay là một tuần không thấy tin tức và số tiền nợ không thấy trả, người này bức xúc cho hay. Theo chủ tài khoản, cô không ngờ rằng một ca sĩ nổi tiếng như vậy đi quỵt tiền. Kèm theo bài viết, người này đăng thêm những dòng tin nhắn đòi nợ, tuy nhiên không được phía Quang Lê hồi đáp, thay vào đó chỉ có những tin nhắn tự động gửi tới. Đặc biệt, người này còn nhấn mạnh nếu sự việc đã tới nước này, cô sẽ làm một cách để đưa thông tin lên báo chí cả trong và ngoài nước để biết đường trốn nợ của nam ca sĩ. Ngay sau khi đăng tải, sự việc đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi một ca sĩ đình đám như Quang Lê lại có thể xấu tính như vậy. Nhưng vì câu chuyện hiện mới chỉ là tố cáo từ một phía hiện tại, cộng đồng mạng đang rất mong chờ từ phía nam ca sĩ có động thái đáp trả xem câu chuyện thật sự là đúng hay sai. Quang Lê sinh năm 1979, anh là một trong những giọng ca trữ tình biểu hiện của Việt Nam. Trước năm 2010, hoạt động chủ yếu tại hải ngoại, được nhiều người biết tới là vô cùng yêu mến. Sau năm 2010, anh dần có định hướng phát triển làng giải trí Việt, đồng thời cũng là người nâng đỡ cho nhiều tên tuổi tài năng và sáng giá của dòng ca nhạc bolero như Phương Mỹ Chi, Tố Mi. Tham gia show chương trình đã lâu, phải còn hoạt động rất tích cực và gặt hái được nhiều thành công không ít. Người cho rằng Quang Lê đích thì là một đại gia và sở hữu khối tài sản đáng nể. Nhưng tin đồn về sự việc anh sở hữu nhiều nhà và đất cũng trở nên rầm rộ, dù anh đã từng lên tiếng phủ nhận.